Hey hey hey, xin chào. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn quyển sách Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill. Cuốn sách này sẽ không thể đem lại cho bạn hạnh phúc, sức khỏe và sự giàu có. Nhưng nếu đó là điều bạn khao khát muốn có, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn nảy sinh những ý tưởng mới và đi đúng hướng trên con đường chinh phục mục tiêu. Bạn sẽ tìm được những cơ hội mới mà trước đây bạn chưa từng thấy rõ. Và điều quan trọng hơn cả là bạn sẽ được truyền thêm sức mạnh để tiếp bước bằng hành động. Nếu bạn thực hiện theo các nguyên tắc mà Napoleon Hill đưa ra trong quyển sách này, bạn, cũng như hàng triệu người khác, sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng rào cản duy nhất đối với bạn chính là những chướng ngại vô hình mà bạn đã tự dựng lên trong tâm trí mình. Cuốn sách này có 52 bài viết tương ứng 52 tuần trong năm. Mỗi tuần, bạn hãy đọc một bài trong một thời gian nhất định. Khi đó, bạn sẽ có cơ hội suy ngẫm những ý nghĩa sâu xa trong lời khuyên của Napoleon Hill. Đánh thức và sử dụng sức mạnh tiềm tàng của bạn. Tại sao có người thành công, kẻ thất bại? Nuôi dưỡng tinh thần hướng tới thành công và mãn nguyện nơi con cái. Làm công việc yêu thích, sử dụng sức hút của bản thân, sống hạnh phúc theo cách của bạn.